nó mua những cây mấy chục triệu thôi. Thế à? Nó mọc luôn, nó hoa này là nó nở rực rỡ luôn. Hoa này một cành này là 200.000. Kinh nhờ. 200, 250. Cành dài đẹp. Ôi, 250 một cành, sợ nhỉ. Thế là 5 cành là đã có 1 triệu bạc. Okay, hay thế nhỉ. Nan họ là trồng nan hay này mà. Cái này hoa này bền. Nó địa lan nó mấy tháng để mấy tháng. Nhưng mà chỉ để trên này mới ra hoa được. Chứ còn mang kia chỉ chơi thôi. Mang kia để chơi không ra hoa được. Để năm sau là không có hoa. Nó ấm. Chắc tại nó ấm ấy. Hoặc là bỏ đi. Cái nào đẹp quá. Lát sau cái hoa nó chưa cái cây nó trồng được nhiều. Nó nhân được giống nhiều nhanh. Vẫn sống luôn. Nhưng mà nó ấm nó không có hoa gì anh. Nó ấm. Ấm nó không ra hoa được. Cái nào đẹp ra man. Ấm không có hoa. 200.000 một cành này cơ. À, chơi 200.000 một cành. Đây nó đang nở hoa. Sang mua nhà này.